Xin chào tất cả mọi người và xin chào tất cả những pioneer Việt Nam cũng như toàn thế giới. Hello Việt Nam pioneer and World pioneer. Xin chào tất cả mọi người và gửi tất cả mọi người ở Việt Nam một buổi sáng thật sự tốt tốt lành và một niềm vui trong ngày chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đào những đồng bay quý giá và mình hy vọng là các bạn luôn luôn thường xuyên ngày nào cũng có tia xét để chúng ta có những cái đồng bi tuyệt vời trong tương lai và hôm nay thanh có một cái video để nói về một số hình ảnh rất là đẹp của các pioneer khi họ yêu bi và họ có những bức ảnh nghệ thuật tuyệt vời và phần cuối video chúng ta sẽ có một cái thông tin đặc biệt thứ nhất là một hình ảnh về một cốc cà phê và chú bay nó nằm ở dưới cốc cà phê này đó là hương vị của sữa. Chúng ta biết cà phê là nó có vị đáng Khi nó bổ sung thêm sữa thì cà phê nó sẽ có thêm vị ngọt đậm đà hơn và ly cà phê sẽ thật sự tuyệt vời hơn nếu nó có thêm một tí sữa. Ý nghĩa của bức ảnh này tác giả muốn nói đến là bay sẽ mang đến chúng ta sự ngọt ngào trong tương lai như một ly sữa một ly cà phê sữa vậy. Đây là một bức ảnh mình thấy rất là hay. Tác giả có ý đồ rõ ràng và tác giả là một người thật sự rất là yêu bi. Một chữ bi rất là dễ thương trong một uh, tách cà phê rất là đẹp. Một tách cà phê có cái ly cà phê màu đen rất là đẹp. Đó là bức ảnh đầu tiên Thanh muốn gửi đến một người. Tức là nghệ thuật sáng tạo của các Bionia là vô tận và họ gán hình ảnh ly cà phê với tình yêu bi như một chút sữa trong ly cà phê vậy. Đó là phần thứ nhất, hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai cũng nói về có một tình yêu bi rất là tuyệt vời của một pioneer. Đây là một bức cái bàn ăn có rất nhiều món ăn và những món ăn này nó thật sự rất là đẹp Chữa là chữ bay nghĩa là bay sẽ mang đến chúng ta một cái bữa đợi tiệc với nhiều món ăn phong phú và ý nghĩa của câu nói dưới đây là ngài bay toàn cầu tiền sâu bay năng cao nghệ thuật này sẽ thế nào tức là tác giả muốn gắm rằng đầm tiền bay sẽ mang đến chúng ta một những bữa tiệc ăn uống một bữa tiệc nghệ thuật tuyệt vời và tác giả muốn nói đến cái ngày bị át nghiệp tức là ngày nghệ thuật bay ngày chúng ta sẽ có những uh, tác phẩm về hội họa về vang thơ nói về đồng tiền bay đồng tiền bay mình cả thế giới đơn đào và hy vọng rằng một ngày nào đó bay sẽ tiến hành open mình mở mình nghĩ ngày đó sẽ đến rất gần đó là một bức tranh thứ hai bức tranh nói về nghệ thuật bay bức tranh cũng rất là đẹp và nhận rất nhiều lửa từ của diễn đoàn phai sai hơn bảy nghìn lửa từ diễn đoàn phai sai mọi người là bức tranh rất là hay các bạn thấy bức tranh là như thế nào chúng ta hãy comment dưới video này để chúng ta bằng luận về bức tranh này với cũng như bức tranh thứ nhất các bạn thấy yêu có bức tranh đó hay không và nếu yêu thì các bạn hãy cho mình biết lý do vì sao bạn yêu bức tranh hay bức tranh đó. Những bức tranh này đều mình lấy từ cái diễn đoạn face sai mọi người, phay sai. Các bạn vào trình duyệt bi Network bi browser đó, các bạn sẽ vào ở chỗ là phay sai, các bạn sẽ thấy được uh, cái diễn đàn, website diễn đàn. Hoặc chúng ta có thể truy cập một bất kỳ trình duyệt nào để chúng ta chúng ta chỉ cần bấm file size b trên tìm trình tìm kiếm thì chúng ta sẽ dẫn đến một trong uh, sẽ, trong những cái kết quả tìm kiếm sẽ có một cái trang web về diễn đàn file size trang web ở đây uh, bionia sẽ được uh, thỏa mãn cái niềm yêu bi thỏa thích cái tình yêu bi thiền tình yêu bi qua những bờ viết những tác phẩm nghệ thuật gọi là bi đó là uh, cái thông tin thứ hai thanh muốn đến tất cả mọi người và thông tin thứ ba, một thông tin cuối rất là thú vị. Một thông tin thú vị đến từ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và mấy khách. Chúng ta biết là Hàn Quốc là một trong những nơi nó có gắn bó nó nó có một cái cái sự hiện đại của một đất nước. Họ có một cái nền công nghiệp, nền kinh tế thực sự rất là phát triển và nền bóng đá của Hàn Quốc cũng là một nền bóng đá cực kỳ phát triển và đã giúp cho Việt Nam ta có một huấn luyện viên báo hơn seo nổi tiếng và đêm đã chúng ta quá nhiều thành công hiện tại chúng ta cũng có một huấn luyện viên mới người Hàn Quốc Kim Sang Sik và hy vọng ông ấy sẽ đêm chúng ta lên nền bóng đá chúng ta tiếp tục đem lại vinh quang chúng ta sẽ có những đêm không ngủ với những trận cầu kinh điển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đó là niềm hy vọng của mình. Và trong bức tranh này chúng ta gọi là có một cái niềm vui đến từ đất nước Hàn Quốc. Đó là một nơi chúng ta có thể thanh toán bi bằng bi bằng cách để mua mua có sống có sống và lương nước ngọt đang được bán ở thành phố đô thị Yang Yun, Yang Yun Hàn Quốc. Tức là đây là một bức ảnh cũng từ diễn đàn phai sai, một anh chàng khuôn mặt rất là phúc hậu. Anh ấy đoàn quảng cáo về mạng bi ở thành phố, thành phố này là thành phố Yang Yun Hàn Quốc. Ở đây anh ấy sẽ chấp nhận thanh toán bằng bi với khi chúng ta mua cá sống hoặc lượng nước ngọt đây là thực phẩm không thể thiếu không thể thiếu đối với những tất cả chúng ta có là một nguyên liệu rất là tuyệt vời một cái món ăn mà chúng ta ăn còn nhiều thì còn tốt luôn nước ngọt là một món ăn cũng rất ngon giàu protein và đã là hơi thực phẩm rất là quan trọng rất là giàu protein và được bán bằng coi thì qua bức tranh này mình muốn đến tất cả mọi người rằng là trên thế giới này chúng ta vẫn vẫn ngày ngày có nhiều hoạt động giao dịch đậu bi lấy những thực phẩm lấy những món đồ và dần dần rằng là có biên đi trên toàn thế giới họ sẽ loan tỏa bi và đem bi để trao đổi các hàng hóa và tương lai bi sẽ là những vật ngon giá để trao đổi những cái vật có giá trị hơn nữa những giá trị nhưng vật có giá trị ví dụ như có cái điện thoại di động iphone i iP máy tính bảng ipad có thiết bị điện tử vân vân mình hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cái sản phẩm nó đẹp nó hay và nó đắt đỏ hơn và khi đó thì chúng ta nghĩ là bi nó sẽ chuyển qua giai đoạn gọi là giai đoạn iphone minus mở một giai đoạn tuyệt vời cho tất cả những billionaire đo ngày đêm đào những đồng bi quý giá Vậy tóm lại video này là chúng ta có những cái nội dung là những bức tranh nghệ thuật rất đẹp về bi bi mang đánh sự ngọt ngào trong uh, ly cà phê sữa gần gũi với tất cả chúng ta hay là bi sẽ mang đến một đề tiệc với nhiều món ăn ngon gọi là bi art và bi sẽ là công cụ để chúng ta trao đổi mua bán có sống và lương nước ngọt ở thành phố Janjun, Hàn Quốc. Một lần nữa, nếu các bạn thấy video hay, những thông tin nó gần gũi, nó hay, nó hấp dẫn, thì các bạn hãy cho mình những lượt like, lượt subscribe, đăng ký kênh. Please like video and subscribe my YouTube channel. Bên em nhiều update. Thank you very much. Goodbye, see you again. Một lần nữa, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Um, please comment my video. Do, uh, do you like and uh, don like uh, mình rất mong nhận những ý kiến uh, like hay không like hoặc là không đồng tình với uh, video hay là đồng tình rất mong các bạn comment ở dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận về đồng bi rất là tuyệt vời này một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo